Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel First Date. Thì hiện tại Gà đang ở Đà Lạt, vâng vâng. Thì Gà đang có một cái trip thăm nhà, phải nói là nhỏ nhỏ, tê. Nói chung là hiện tại Gà đang không ở Sài Gòn nữa mà Gà đã về Đà Lạt thăm nhà rồi đây. Thì Gà cảm thấy là lúc mà về nhà thì không khí nó rất là tuyệt vời, không tuyệt vời, mọi thứ đều rất tốt. Nên Gà quyết định là Gà sẽ làm một cái vlog nhảm nhí, dắt các bạn đi lòng vòng, hoặc là nói chung là mình cũng chưa biết là vlog này nội dung của nó sẽ là gì. Nên các bạn hãy xem dưới tiêu đề để biết nha. Các cậu có biết không? Sau khi mình về Đà Lạt thì cái nhà hàng xóm của mình hiện tại vẫn đang tiếp tục xây. Các bạn có nghe cái tiếng đập rầm 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 không? Thì mình có cảm giác vậy nè, cái hồi xưa lúc mà mình còn ở Đà Lạt á thì hàng xóm của mình vẫn xây nhà. Xong lúc mà mình chuyển xuống Sài Gòn thì hàng xóm dưới Sài Gòn của mình cũng xây nhà. Và hiện tại thì mình vừa quay về Đà Lạt thì hàng xóm của nhà mình lại tiếp tục xây nhà. Mình cảm thấy cả cuộc đời mình sẽ không bao giờ thoát khỏi được những cái tiếng đập rầm 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 mà trong cái đó mình ghét lắm lần cơ. Thì đây là bữa xế của Gà. Ngọt. Ngon quá. Thì các bạn có thắc mắc là tại sao hôm nay Gà có vẻ rảnh rỗi ở nhà mà lại ăn mặc lồng lộn như không? Đó là bởi vì sáng nay mình có hẹn đi chụp hình với bạn thì bây giờ mình đã chụp hình xong rồi. Bây giờ mình chỉ có việc là nằm ở nhà và ngủ tới cuối đời. Nhờ bởi vì mình thấy là hiện tại mình đang xinh xắn nên mình chưa có muốn làm cho mình trở nên xấu xí. Đó. Nên mình vẫn mặc nguyên bộ đồ này. Thì nho là một cái món mình rất là thích. Lại nói chuyện để sợ chuyện kia. Thì nho là một món mình rất là thích. Và vì là này mình cũng thích ăn nho. Và đây là một số ít trong số những đôi Ultra Boost của Gà. Tên bầm. Thì bởi vì Gà rất là thích Ultra Boost nên Gà mua nhiều lắm trong nước mắt. Nói chung là cái khúc còn lại thì nó đang nằm trong những cái hộp tủ còn lại nên mình cũng lười lục. Hôm nay thật là một ngày lười biếng. Các cậu có thấy là mỗi lần mà các bạn đi những cái nơi mà kiểu như là các cậu có thấy là những lần mà các cậu đi những nơi mà nó lạnh như Đà Lạt là các cậu bắt đầu cảm thấy là kiểu như là không muốn làm gì hết, không muốn hoạt động luôn. Đây là tủ sách của Gà. Doraemon, Conan, Lọ Lem, Hậu Đậu. Chuyện là chuyện Hàn Quốc của Hoang Miri á. Không biết là có bạn nào thích đọc chuyện của Hoang Miri giống Gà không ha. Còn đây là một vài cuốn từ điển Việt Nhật. Tại hồi xưa thì Gà cũng từng có thâm niên học tiếng Nhật tới tận 3-4 năm nhưng mà bây giờ Gà không biết gì cả. Hi đồ ngốc. Còn đây là cái đống báo Hoa Học Trò. Hồi xưa Gà thích đọc báo Hoa Học Trò lắm luôn á. Đây này là Cờ Tỷ Phú nè. Chắc là tối nay phải rủ bạn tới nhà chơi. Ở dưới này là sách mang tính gọi là self help. Nói chung là triết lý nhân sinh chút xíu. Còn bên này bắt đầu chuyện ngôn tình, chạy đâu cho thoát rồi ai hiểu được lòng em thế này thế nọ. Ôi trời ơi. Rồi bên này là có một vài tác phẩm văn học nước ngoài, Trà Hoa Nữ chẳng hạn. Còn ở dưới này là nè, ở dưới này cũng là sách. Hồi xưa thì Gà rất là thích đọc sách nên lúc nào cũng mua một đống sách về. Bây giờ thì đỡ thích hơn. Rồi còn đây là cái gương huyền thoại và căn phòng huyền thoại. Thì như các cậu có thể thấy thì gương nó đang trở nên bẩn một cách kinh khủng. Đây sẽ quay cho các bạn xem. Trời ơi là nó bẩn quá đi. Đó, ui dồi ôi. Nhưng mà biết sao được, mặc dù mình là con gái nhưng mình rất là bừa bộn. Nên mình không có nghĩ là mình có khả năng gọi là ngồi xuống và bắt đầu lau dọn cái gương này đâu. Nói chung là mình không có khiếu dọn dẹp á. Nên mấy bạn hãy tha thứ cho Gà đi. Còn đây thì có lẽ là cái góc mà Gà thích đứng để selfie nhất ở trong phòng. Có thể trên video thì các bạn thấy sẽ không rõ nè. Nhưng mà đây, đó là những cái tấm màn màu trắng. Xong rồi lúc mà selfie chung với nó thì nhìn mình sẽ rất là sáng lấp lánh á. Rồi tiếp theo thì ở đây sẽ có một lọ kem dưỡng của Kiehl's. Cái lọ kem dưỡng này thì nó dạng gel ấy. Và mình thấy là cũng rất là nhiều người review rồi. Thì mình thấy cái dạng này nếu mà dùng cho mùa lạnh ở Đà Lạt, đặc biệt là mùa này thì nó sẽ không đủ. Nên mình chỉ là dưỡng tạm thôi. Chủ yếu thì mình vẫn thích sử dụng cái em này trong những cái ngày mà Đà Lạt không lạnh quá. Hoặc là lúc mà mình đi cái vùng nóng, ví dụ như là Sài Gòn. Rồi, còn ở bên này thì là một cái kem nền của... Cái này là cái hãng Holika này. Cái chai này nó quá nổi tiếng rồi đúng không? Hồi xưa mình thấy là quá nhiều người review, quá nhiều người thích luôn. Nên mình cũng sẽ không nói nữa. Hiện tại thì mình vẫn đang sử dụng em nó.
Thì bây giờ mình đang đánh em nó trên mặt nè. Đây, mình thấy lớp nền của em này trên mặt mình thì nó rất là mỏng và rất là nhẹ, và nó cũng tạo cảm giác là da, nói chung là nhìn nó tự nhiên đúng không, nhìn nó không phải là kiểu bệt phấn hay là sao hết, và nó cũng match màu với da cổ của mình nên mình cũng rất là ok. Cái tủ ở trong này thì nó vẫn vừa như vậy. Ở đây mình có một vài cái miếng mask giấy này, Goodbye Blackhead, cái này sử dụng để trị mụn đầu đen rất là tốt luôn đó. Thì đây gà sẽ quay ra một góc thì các bạn sẽ thấy đây là cái góc trang điểm trong phòng của gà, nhìn nó nhìn nó rất là tèo đúng không, tại vì như mọi người cũng đều biết thì nhà gà cũng không có gọi là giàu có gì cho cam ấy, nên đó cái góc trang điểm nó chỉ nhỏ vậy thôi, rồi nó không có thêm cái hộp giấy tèo tèo nữa. Còn bên này là cái giường không có gì hay ho đó, đó là cái tủ quần áo ha. Rồi ở bên này là cái đèn ngủ. Cái đèn ngủ thì bên cạnh cái đèn ngủ chúng ta còn có một cái cặp để cái ví và một cái ba lô của Vans. Nói chung là đây là căn phòng nhạt nhẹ của gà, đó là gà ở trong gương. Còn đây sẽ là cái tủ quần áo của gà. Thì hầu như quần áo của gà bây giờ gà đã mang xuống Sài Gòn hết rồi, ở lại gà bán bớt cũng nhiều nữa, nên bây giờ ở đây chỉ còn lại vài thứ linh tinh vớ vẩn, một vài cái áo dạ ten ten. Bên này là áo phao, còn bên này thì là áo lấp lánh. Áo lấp lánh để đi dạy. Yeah, mọi người có đi dạy không? Như này đi dạy nhớ rượu gà đi chung với nha, rất là thích dạy. Ôi trời ơi, giấc chết. Đấy, à ở trên này thì là áo len nè. Đấy, ở trên này thì là găng áo len. Đó, thì mấy cái áo len nha, cũng lâu lắm rồi không mặc nữa, cũng không biết nói gì. Còn bên này thì có một vài cái đầm ngủ. Nói chung là nhìn đầm ngủ và mấy cái màu này thì như cũng loạn xạ quá ha. Còn bên này là một vài cái quần bông và các kiểu, nói chung là nhìn nó I don't know, kiểu lâu lắm rồi, chắc mình cũng sẽ không bao giờ mặc lại nữa, I think. Đó là cái phòng của gà ở Đà Lạt. Thì gà cảm thấy mặc dù nó nhỏ nhưng mà rất là thích cái phòng này. Nói chung là lúc mà gà về nhà thì gà cảm giác rất là tốt luôn ấy. Kiểu không khí mọi thứ ở đây thì nó không có giống ở dưới kia ấy. Nó nhẹ nhàng hơn, nó êm ả hơn. Mọi người đi ra đường cũng không bị kẹt xe nhiều, cũng không nghe tiếng còi xe bấm tin quá nhiều ấy. Thì tại vì nên là cảm thấy không khí ở đây rất là tốt đúng không? Nếu mà các bạn có dịp mà các bạn chưa đi Đà Lạt bao giờ thì các bạn nên đi, tại vì đây là một thành phố mình cảm thấy là nó rất là đáng sống. Mặc dù là cơ hội nghề nghiệp của nó cho các bạn trẻ sẽ không quá nhiều, với lại là nó cũng sẽ không quá năng động, mà nó bởi vì nó sẽ tè tè nhiều hơn á, nên sẽ thích hợp với những bạn mà kiểu sống hơi chill một tí, hơi kiểu hơi hai một tí á thì sẽ rất là hợp. Thì các cậu vẫn hay hỏi gà là chia sẻ cái cách mà gà uống tóc ấy. Thì thật ra uống cái kiểu này nó cũng đơn giản. Mấy bạn chỉ cần cầm cái lọn lên, xong các bạn búng vô cái máy thôi, rồi búng cho nó theo chiều ra là nó đã thành như vậy rồi. Cái máy của gà thì đang dài mà gà đang chưa có cái ý định gọi là đi cắt lại ấy. Chắc là để lại máy dài ha. Mọi người hãy cho gà ý kiến đi. Thật ra thì gà thích cái kiểu máy này nhất, là ý là nó bị kiểu nửa dài nửa không dài ấy, thì nó sẽ xẻ ra nhìn nó rất là Hàn Quốc đúng không? Thì gà thích cái kiểu máy này hơn. Thật ra mà nói á, thì gà cảm thấy là ở Đà Lạt cũng không có nhiều chỗ để chơi cho lắm ấy. Nếu mà gà ở đây lâu á thì để xem mình sẽ đi đâu ha. Nếu mà đi bar các bạn có thể đi Fox Bar. The Fox Bar thì gà thấy là cái bar đó nó kiểu nổi tiếng lắm rồi. Nó kiểu giống như là mọi người ở Đà Lạt đều gọi là thích cái bar đó, tại vì không phải là mọi người, nhưng mà nói chung là nó sẽ phù hợp với kiểu gọi là cái sở thích của rất là nhiều người. Rồi đó, nhạc ở đó đánh cũng hay, với lại là nhạc thì cũng nhiều người biết nên nói chung là dễ nghe. Không khí ở đó cũng tốt. Rồi các bạn có thể đi gọi là uống sữa đậu nành này, mình thấy cũng hay. Rồi đi ăn bánh tráng mỡ hành thì đó. Mình thấy có rất là nhiều khách du lịch thích ăn kem Thanh Thảo, nhưng đó hoàn toàn không phải là món favorite của gà, hoàn toàn luôn. Kem Thanh Thảo thì hồi xưa gà còn ăn, chứ bây giờ thì kiểu nó đông quá rồi ấy, nên gà sẽ thích sang Nari hơn. Mà Nari dạo này cũng đông, nói chung là chỗ nào nó cũng đông cả. Cảm thấy là cái thị trường kem trái cây này có vẻ là cần phải chia bớt cho những người khác nữa, chứ cứ Thanh Thảo rồi Nari thì cuối cùng hai chỗ đó đông quá, xong rồi cũng chả muốn ăn chỗ nào. Mặc dù là mình có thể khá là thích kem trái cây ở Nari, tại mình thấy nó ngon. Đây,
Đây là trời Đà Lạt ngày hôm nay. Cậu có thấy là trời rất là xanh không? Kiểu xanh rồi mây trắng. Nói chung là thời tiết hai hôm nay lúc mà mình về Đà Lạt thì mình thấy rất là tuyệt vời luôn. Ước gì thời tiết Sài Gòn cũng như vậy. Nhưng mà thời tiết Sài Gòn mà như vậy thì nó cũng không còn là Sài Gòn nữa rồi. Còn đây là quả dừa xinh đẹp. Nói chung là các bạn có biết là ở Đà Lạt thì làm gì là vui nhất không? Đó chính là vào những ngày lạnh ơi là lạnh, các bạn chỉ cần nằm ở nhà chùm mình lại, và sau đó thì các bạn ngủ một giấc thật là ngon, thì cuộc đời của bạn đã rất là sung sướng rồi đó. Rồi lại tiếp tục gợi ý chỗ đi chơi cho các cậu ha. Thì ban ngày mình sẽ đi kiếm những cái chỗ mà nó đẹp để mình chụp hình. Buổi sáng thì mình nghĩ là mình sẽ đi xuống cái đèo mà ở gần Hồ Tuyền Lâm ấy. Tại vì buổi sáng tầm từ 6 đến 7 giờ, có thể là từ 7 giờ tới 8 giờ luôn, thì trời rất là đẹp và sương thì rất là nhiều nữa. Lúc đó thì mình tới mình chụp hình thì thấy là kiểu cảnh nó rất là mộng mơ luôn. Nói chung là mình rất là thích tới Hồ Tuyền Lâm vào cái giờ đó, vào cái giờ sáng sớm. Rồi sau khi mà mình chụp hình xong á, thì mình có thể là mình đi ăn sáng nè, mình có thể đi ăn bánh căn. Bánh căn thì các bạn không cần phải luôn luôn cắm đầu tới chỗ Lệ hay là Xuân An gì đâu. Tại vì mình thấy bánh căn Xuân An lại dở om mà không. Lệ thì ngon nha, nhưng mà bánh căn Xuân An nó dở om luôn ấy, càng nghe nó càng dở. Và nói chung là đó là ý kiến cá nhân của mình, nhớ như ý kiến cá nhân thôi chứ không phải là kiểu đánh đồng mọi thứ. Nói chung là không nhất thiết là mọi người đều phải nghe mình ấy. Nó kiểu nó đông quá nên mình cũng dạo này cũng hết hứng chờ rồi. Dạ nên mình sẽ kiếm một cái chỗ bánh căn nào đó mà nó cho người địa phương ăn nhiều hơn thì nó cũng sẽ ngon như vậy, và nó đặc biệt nó sẽ rẻ hơn nữa, thì mình cảm thấy là như vậy thì nó sẽ hợp lý hơn. Rồi ngoài ra thì sau khi ăn bánh căn xong, hoặc là không ăn bánh căn thì ăn phở với mì xíu mại, nói chung là đủ món để ăn mà. Rồi buổi trưa thì mình đi về mình ngủ, tại buổi trưa không có muốn nắng chiếu lên da là cho mình đen thì mình đi ngủ ha. Rồi xong tới 2-3 giờ chiều mà trời mát rồi lại tiếp tục đi chụp hình. Đi buổi chiều thì mình thích đi mấy quán cà phê, quán coffee shop đó kiểu vậy. Nó có rất là nhiều coffee shop mới, rồi kiểu vintage, rồi đi mấy cái homestay nữa, thì mình cảm thấy là chụp hình nó sẽ rất là rất là xinh. Rồi tới tối tối một tí thì mọi người có thể đi uống sữa đậu nành bánh tráng như mình nói lúc nãy, hoặc là đi ra quảng trường ngồi, xong rồi ngồi đó chill cũng vui lắm. Nếu mà các bạn muốn đi bar, các bạn có thể đi phòng bar. Đó thì mình thấy là một buổi tối giống như là các bạn vừa mới đi bar xong, các bạn ra mà các bạn còn đói, thì lúc đó ở trên đường Phan Đình Phùng là gần Phó Bar luôn, thì sẽ có một cái chỗ ăn cháo đêm, thì chúng ta nhảy vô chúng ta ăn thì cảm giác nó sẽ rất là vui. Nhưng mà chắc tầm nó chỉ mở tới tầm 12 giờ thôi, nên các bạn hãy quẩy xong các bạn hãy ra trước 12 giờ để tới đó thì chúng ta sẽ ăn cháo ha. Nếu không thì các bạn có thể tìm một số đồ ăn đêm ở chợ Đà Lạt nữa, nó có bán đồ nướng nè, có bán đồ nướng tới khuya lận, thì ăn mình cảm thấy ăn cũng được. Nói chung là có thể là không sạch lắm nhưng mà ăn cũng được. Thì đây là một cái vlog nhẹ nhàng đúng nghĩa, tại vì hiện tại mình đang trong cái trip home nên mình không có muốn làm gì nhiều, mình chỉ là nổi hứng xong rồi muốn dắt các bạn đi, có thể là đi xem qua nhà mình chút xíu, xem qua phòng mình chút xíu, rồi gửi cho các bạn một số chỗ, một số thứ mà các bạn có thể ăn hoặc là làm ở Đà Lạt. Thì mình thấy cái video chỉ là vậy thôi. Vì cái video này quá nhảm nhí nên mình sẽ cố gắng edit làm sao cho nhìn mình thật xinh đẹp, để các bạn đỡ cảm thấy là phí thời gian coi mà chả được gì hết. Bye bye các bạn, và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.